Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Dư Khả Gaming đây. Hôm nay mình sẽ làm một clip AK6 thử anh em cảm thấy cảm nhận giữa mình so với Nam Blue thử thì Nam Blue có hack hay không nha anh em. Ok, chúng ta cùng tiếp tục thôi. Mình vô chợ nha, thì đó rồi. Mình qua khách sạn thôi. Này boss rồi anh em. Nhưng mà xoáy AK ok. Này thì wow. Kìa rồi. Ui da. Ui, không chết kìa. Này nè. Nóc này, nào cứu nó cho mình cứu hộ. Cứu hộ đỡ nó. Còn tí méo thôi anh em ơi, nó hai thành rồi. Ây da, ghét vãi linh hồn nha. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Chờ khách sạn ra mình bắn thôi. Giờ mình vào chở rồi. Chả được gì, vừa sâu thì nó hút sắt kìa. Cái gì vậy? Lắc à? Ui da. Bánh tao hả mày? Trời ơi. Làm ống chích này. Tính tiếp. Qua khách sạn tìm thôi. Con này chết hết rồi. Cái kia nó chạy kìa. Rồi, mình kiếm cái X6, mình thấy là cái X6 thôi. Kiếm cái Silent nữa là easy. Đó, X6 của anh em đây rồi. Rồi, điên thính thôi anh em ơi. Này, chỉ khu này chỉ có ly rồi. Ừ.
bắt đây. Bắt đầu đúng rồi sao? Này bắt rồi nè. Nhưng mà xoáy AK ok. Thấy cái thân à, thấy thân kia rồi, thấy thân kia rồi, ok. Bắn thôi, thấy rồi, chạy đâu chứ anh mà. Ui, thân mới gì nữa, hai cái thân ngon. Canh hơi nhiều ngon. Có một K14 nữa đẹp. Lấy cái xe đánh thân cái này luôn đi, mình phải kiếm khẩu ốp mới được. Ốp. Ui. Mà 249 không vậy? Này thì lầm thấn này. Ừ, thấn mới nữa. Ok, đằng 7 ra rồi, tìm đằng 7 nãy giờ anh em ơi. Mình liếm lòng nước nè. Đỡ có thằng nào giết thì cũng có không tiếc. Chuyên nước cho kèo. Ê, thôi. Ra vậy. Ra vậy, sợ sói, hai thằng luôn kìa. Gắt. Ui da. Kìa có nữa. Ok. Ôi. Cái này mình phải tàu thoát anh em ơi. Sao mình chưa ốp rồi, thằng này có ốp rồi. Này ghét vãi. Mày có nữa. Ghét. Cái này mình phải đánh ra sao đây. Đứng trước được. Liền này nó dưới chậm xanh này rồi anh em ơi. Cầm xuống nhầm xanh rồi mình đánh qua đường mình kia luôn rồi kìa. Ui da. Nó có thằng giữa đường kìa. Giữa đường ghét đấy. Ui không chết kìa. Này nè. Nóc này, nào cứu nó cho mình cứu hộ. Cứu hộ đỡ nó chết. Vỗ tay. Vỗ tay quá. Này thì qua lầm thính. Chưa hỏi anh qua lầm thính hả cô? Rồi mình té gấp. Té vào đoạn này gấp. Còn 3 thành nữa thôi. Đang lấy tấm 1 luôn. Ôi té anh em ơi. Cố vậy.
gì vậy? Núi này mày bị điên à? Bò vô tao đít được kìa. What? What the fuck? Đang lên này tao bắn nó coi. Cho tao đi, cho tao đi, rồi tao bắn này. Ui, bò tao đít rồi, bấu lên. Đã rồi. Run. Tí máu thôi anh em ơi, nóc hai thành rồi. Ây da, gắt vãi linh hồn nha. Run. Ôi. Ê. Tiếp. Đéo tin. Run. Thằng trước anh ơi. Thằng này trốn đâu mất tiêu rồi. À sai. Vị trí này thôi. Bò chứ à, này nó yếu rồi. Là con nước ơi, lá tâm một thôi anh em ơi. Trời ơi, ba cái thằng này túi gì. Mày giữ bò hả? Tao đi đường này tầm bốc. Nó biết mà, thằng này nó ngu lắm. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Ok, anh em cảm thấy clip hay và thú vị thì nhớ để lại một like và share ủng hộ video nha anh em. Hello, xin chào tất cả anh em nha, mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký cho này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.